Clickbuy đồng hành cùng video này. Mua điện thoại Xiaomi nguyên siêu giá tốt nhất, đầy đủ các mẫu Xiaomi đang hot nhất thị trường chỉ từ 3 triệu. Tất cả máy Xiaomi bán ra tại Clickbuy đều là máy mới new nguyên siêu full box, cam kết zin chuẩn và hỗ trợ đầy đủ ROM tiếng Việt khi mua. Clickbuy cam kết ship COD miễn phí trên toàn quốc và hỗ trợ trả góp. Trải nghiệm điện thoại Xiaomi giá rẻ mới nguyên siêu tại Clickbuy, trụ sở chính 111 Trần Đăng Ninh, Hà Nội và các showroom khác của Clickbuy trên toàn quốc. Tham khảo ngay tại clickbuy.com.vn hoặc tổng đài 1900 633 471, hotline bán hàng 1900 633 471, bấm phím 1, hotline bảo hành kỹ thuật 1900 633 471, bấm phím 2. Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục gửi đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Nokia 10 Pure View lộ diện với màn hình sapphire siêu cứng. Trong khi người hâm mộ đang chờ đợi các điện thoại thông minh của Nokia sắp ra mắt như Nokia 6.3, Nokia 7.3 5G và Nokia 9.3 Pure View, thì mới đây, một số thông tin về một chiếc điện thoại Nokia thậm chí còn cao cấp hơn tất cả các mẫu máy trên vừa được hé lộ, dự kiến mang tên là Nokia 10 Pure View. Các thông tin về Nokia 10 Pure View được hé lộ lần đầu cách đây là vài tuần trong một tài liệu nội bộ từ HMD Global, khi yêu cầu tất cả nhân viên không được nhắc đến Nokia 10. Cho đến hiện tại, một số báo cáo nội bộ mới nhất tiếp tục khắc họa thêm một số tính năng quan trọng dự kiến có mặt trên Nokia 10 Pure View. Theo đó thì Nokia 10 Pure View sẽ được tập trung mạnh mẽ vào thiết kế bên ngoài, khi đây có thể là mẫu điện thoại tiếp theo của HMD được trang bị màn hình OLED cong, vốn xuất hiện lần đầu tiên trên mẫu Nokia 8 Sirocco cách đây 2 năm. Để gia tăng độ chống chịu cho màn hình này thì HMD sẽ sử dụng chất liệu kính sapphire siêu cứng cho sản phẩm, cùng bộ khung bằng thép không gỉ. Về thông số kỹ thuật thì Nokia 10 Pure View sẽ được trang bị con chip xử lý Snapdragon 875 của Qualcomm. Điều này đồng nghĩa rằng thời gian ra mắt của sản phẩm sẽ là trong năm 2021, mà cụ thể là quý 2. Hệ thống camera của thiết bị sẽ tiếp tục sử dụng ống kính Zeiss, tuy nhiên, chi tiết kỹ thuật cụm camera của sản phẩm chưa được hé lộ. Với vai trò là một mẫu điện thoại flagship thực thụ của toàn bộ điện thoại Nokia, sẽ không lạ khi mà Nokia 10 Pure View được trang bị modem 5G kép tốc độ cao cùng mức giá có thể lên tới là 1.000 đô khi ra mắt. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Samsung khai tử Galaxy Note mang bút S Pen vào Galaxy Z Fold 3. Mới đây, trang Let's Go Digital đã phát hiện một bằng sáng chế mới mà Samsung đã đăng ký với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO vào tháng 4. Bằng sáng chế này thì mô tả một thiết bị màn hình gập được tích hợp bút stylus bên trong. Không cần phải suy đoán nhiều, chúng ta cũng có thể thấy được ý định của Samsung là gì. Và đó chính là tích hợp chiếc bút S Pen và dòng Galaxy Note vào trong chiếc smartphone màn hình gập. Rất có thể sẽ là chiếc Galaxy Z Fold 3 ra mắt trong năm 2021. Việc tích hợp bút S Pen vào chiếc điện thoại gập cũng đồng nghĩa rằng Samsung sẽ sớm khai tử dòng Galaxy Note. Hiện đã có khá nhiều tin đồn về việc này, nhưng đây có thể được xem là bằng chứng rõ ràng nhất cho ý định của Samsung. Trước đó cũng có thông tin rò rỉ rằng Galaxy Z Fold 3 sẽ được trang bị một lớp kính siêu mỏng Ultra Thin Glass dày hơn để có thể chịu được áp lực của bút S Pen mà không làm hỏng màn hình. Cũng có thông báo cho rằng chiếc bút S Pen của Galaxy Z Fold 3 sẽ khác so với bút S Pen của Galaxy Note 20. Bút S Pen của Galaxy Z Fold 3 sẽ sử dụng công nghệ tĩnh điện chủ động AES, còn bút S Pen của dòng Galaxy Note từ trước đến nay vẫn sử dụng công nghệ cộng hưởng điện từ MR, không yêu cầu nguồn điện bên ngoài cho bút. Lý do là vì công nghệ AES chỉ yêu cầu một cảm biến duy nhất cho cả bút và màn hình, vì vậy sẽ phù hợp hơn với thiết kế của màn hình gập trên Galaxy Z Fold 3. Công nghệ AES cũng được Apple sử dụng trong Apple Pencil, và chiếc bút này sẽ cần phải được sạc pin để có thể sử dụng. Ngoài ra thì Galaxy Z Fold 3 sẽ là chiếc smartphone đầu tiên của Samsung được trang bị cảm biến camera selfie ẩn bên dưới màn hình. Nhờ đó, chiếc smartphone này sẽ có màn hình hoàn hảo 100%, không có bất kỳ vết đục lỗ nào như thiết kế Infinity O của Samsung. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, iPhone 12 Pro hỗ trợ tốt cho cả người mù. Bên cạnh việc được tích hợp nhiều công nghệ cao cấp nhất của Apple thì bộ đôi iPhone 12 Pro và 12 Pro Max sẽ có một tính năng rất hữu dụng với những người khiếm thị hoặc là mắt kém. Công nghệ này tận dụng cảm biến LiDAR với khả năng đo khoảng cách và dựng lên một bản đồ chiều sâu. Với tính năng Pupil Detection trên hai mẫu iPhone mới, người dùng sẽ được cảnh báo nếu có người, vật thể đến gần họ. Tính năng này có thể nhận biết người ở khoảng cách tới 5m. Nếu có nhiều người cùng đến gần thì iPhone sẽ báo khoảng cách của người ở gần nhất. Pupil Detection sẽ xuất hiện trên phiên bản cập nhật iOS 14.2. Phiên bản thử nghiệm của iOS 14.2 sẽ được Apple phát hành vào ngày 30 tháng 10, khắc phục lỗi báo cập nhật liên tục đối với những người dùng bản beta. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới thì có khoảng 2,2 tỷ người khiếm thị hoặc là mù trên toàn cầu. Apple đã tập trung vào các tính năng hỗ trợ người khuyết tật từ lâu. CEO Tim Cook từng chia sẻ, công nghệ nên đến với mọi người khi giới thiệu trang web dành riêng cho người dùng khuyết tật vào năm 2016. Cảm biến LiDAR chỉ xuất hiện trên hai mẫu iPhone 12 Pro, Pro Max cùng thế hệ iPad Pro 2020. Nó sử dụng công nghệ quét laser để nhận biết khoảng cách tới những vật thể xung quanh, từ đó có thể cảnh báo người dùng nếu có những người, vật thể ở quá gần.
iPhone 12, 12 mini hay iPad Air không có cảm biến này, do vậy không thể sử dụng Pupil Detection. LiDAR cho phép đo và xác định khoảng cách nhanh, chuẩn xác hơn. Tính năng này có thể đọc to khoảng cách đến người gần nhất, phát âm thanh hoặc là rung để cảnh báo người dùng khi đến gần người khác. Pupil Detection được phát triển để có thể tắt mở tiện dụng chứ không bật toàn thời gian bởi tính năng này khá là ngốn pin. Ngoài xác định khoảng cách thì LiDAR còn giúp cho bộ đôi iPhone 12 Pro tận dụng các app thực tế ảo tăng cường AR tốt hơn, chụp ảnh chân dung xóa phông chuẩn hơn. Và vậy thôi, vừa rồi thì cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.